chào mọi người đến với video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ đưa mọi người đến một cái nơi giáp cái tỉnh Lâm Đồng mọi người, cuối tỉnh Đồng Nai, đầu Lâm Đồng. Một cái nhà có cái view rất là đẹp. Đấy. Toàn là những đồi núi. Đấy. Buổi sáng thức dậy nhìn lên thấy khung cảnh là đã thấy yêu đời rồi đó. Đó, nhà có cái view rất là đẹp mọi người ơi. Đây là cái trần mà hôm nay tụi mình làm nè. Nó chưa hoàn thiện nha mọi người, mới có những cái xung quanh thôi, còn ở giữa với lại đường viền chưa làm cho nên là nhìn nó cũng chưa được đẹp ấy. Đấy. Nhà này hình chữ nhật, đóng hộp ở ngoài cấp hở, trong cấp kín. Còn ở giữa sẽ có một cái hình tròn nữa nhưng mà chưa làm á. Bây giờ là cũng tầm 10 giờ sáng rồi mọi người. Nó cũng còn dang dở lắm. Đây là cái mẫu gạch bông của nhà này mọi người. Hình cái hoa loa kèn á. Màu trắng nhìn rất là đẹp. Mình thích cái mẫu gạch bông nhà này. Nó nhìn kiểu tao nhã. Đây là một cái bông gặp chanh mọi người. Cái này chắc là hoa gì? Hoa dâm bụt à? Đấy, hoa khai phú quý. Bức chanh này mấy triệu đó nha mọi người. Đó, nhìn vậy thôi nhưng mà nó mình có cảm thấy cái độ bóng rất là bóng luôn. Đấy, mọi người có thể nó bóng cỡ đó. Cái này là ý là dán lên chưa có rửa nhá. Này mà lau qua nó còn bóng ác nữa. Bóng loáng luôn. Nói chung ở một cái phòng thì có một cái gạch chanh thì nó sẽ điểm thêm thì nó đẹp hơn. Dưới này thì chưa có làm gì hết mọi người ạ. Trần chung thì chưa làm gì hết á. Bữa nay ngày đầu tụi mình đến thì chỉ mới có làm cái phòng khách thôi à. Phòng này có một cái đường luồng, nhà này có một cái đường luồng rất là rộng. Và mình rất là thích cái kiểu làm nhà như thế này. Nhưng mà nếu mà làm như thế này thì phải có cái đất nó to một chút. Nghĩa là cái nhà phải nằm tầm từ 6-7 mét đổ lên thì mới làm được như thế này. Nghĩa là có phòng, cái đường luồng nó bự, có thể dùng để chất đồ hoặc là đi lại thoải mái. Đấy, một số cái nhà ống thì nó sẽ kiểu có cái đường luồng mét rưỡi á, mét rưỡi vậy, nó bé thì đi lại nó rất là bất tiện á. Khi mà mình kê cái đồ đạc gì lên nó cũng khó nữa. Và cái nhà thiết kế kiểu như này mình cũng rất là thích, tại vì có cái đường luồng bự. Đấy, ví dụ ở đây á, ở chỗ này là mình nấu ăn xong đúng không? Đấy, xong rồi mình qua bên này cái là ăn uống, kê bàn ăn uống ở bên luôn. Chứ không có phải có kiểu nhà bếp nó lụp xụp á. Giống như những cái nhà cấp 4 khác. Này toilet mọi người. Đó, toilet dán gạch nhìn như là khách sạn vậy. Đấy, nhưng mà một cái điều mình không thích ở cái nhà này đó chính là toilet. Và cái phòng tắm cũng khá là nhỏ mọi người. Đấy, ở nhà ở bao nhiêu thì cũng nhiều. Nhưng mà thường người ở đây họ lại khá tiếc cái đất để làm một cái toilet nó bự hơn. Mình thì thích cái toilet bự mọi người ạ. Đây là một cái xe máy. Đấy, xe máy của người dân miền núi mọi người. Nhìn hay không? Họ sẽ chế một cái bình xăng như thế này. Đấy, để đổ xuống dưới. Chứ họ không có đổ xăng theo kiểu như mình là mở cái nắp lên. Bô cũng được tối giản luôn. Đấy, để cho tiện cho cái việc đi leo đồi mọi người. Còn cái chuyện mà bình xăng ấy là tại vì khi mà mình chở nhiều đồ ấy, nó sẽ không có tiện để mở ra mở vào. Đấy, làm cốp xe được kìm đựng kéo ở trong luôn.
Hoặc là mình nghĩ có thể là cái xe này nó lâu quá, bình xăng nó hư luôn rồi. Nhìn hay ha. Rồi, đó là cũng tất cả những gì mà mình muốn gửi đến mọi người ở cái video nhật ký đi làm lần này. Và hẹn mọi người những video tiếp theo ha. Bye bye. Nhớ bấm subscribe nha. Cảm ơn các bạn.